can't you tell they're all hypocrites? Enemy double kill! Our Dragon Lane tower is under attack! Dragon has been defeated! You might have beat me this time. Rồi, ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình ngày hôm nay ha. Hiện nay mình sẽ cầm Lorion đi top nha các bạn. Hôm nay thì mình sẽ có kèo đối đầu với lại Yuka. Miss sao miss không vào hỗ trợ Vred cả. Ôi thanh niên. Ôi hồi nãy đầu game là Vred nó ra nó farm phụ rồi. Chọn lính phụ rồi mà miss lại không di chuyển vô. Ôi ông này à. Không phải rồi còn gì nữa. Mình đã lấy ra farm phụ chủ yếu ra qua để cướp bùa mà thanh niên. Đánh lại farm lính xong có đi về. Để luôn. Đây thì hôm nay mình sẽ có kèo đối đầu với Yuka nha các bạn. Đấy bây giờ mình cứ cống máu Yuka thôi. Đó rồi. Lời được cũng máu nha các bạn. Đầu game này chắc chắn là mình sẽ mạnh hơn Yuka đó các bạn ơi. Hay là các bạn cứ cấu rỉa Yuka nha, để cô Yuka yếu máu rồi ép Yuka về trụ mà chắc chắn là mình chưa hạ được Yuka liền đâu, trừ khi anh này nó quá hổ báo thôi. Ôi mình lên lộn giày rồi, mình sẽ đáng lẽ mình phải lên giày hộ vệ. Còn vậy thì kèo đối đầu với Yuka nó sẽ dễ dàng hơn mấy bạn. Còn lên giày kim cương thì hơi khó nha. Mình sẽ không có được bút lượng giáp, tại vì cái chiêu 2 của Yuka nó có được bút cái lượng giáp mấy bạn. Đánh luôn. Cậu nè. Rồi. Ui đông vậy. Thôi, bà này xong rồi. Yuka này đánh rất là khéo nha bạn. Đến đầu game mình quên quay nhưng mà mấy ăn được hai mạng rồi, khá là xanh luôn. Yuka này di chuyển rất là nhiều nha, chứ không phải là như bình thường nha. Mình đánh đứng chỗ đâu đó Yuka rất là nhiều đó, đánh người chết kinh công rồi đó, không cho mình áp sát nha. Và đó đáng lẽ là mình sẽ thường là mình sẽ bay vào để mình áp sát rồi mình ăn kinh công nha, nhưng mà và đó lại mình có Yuka với lại mít tem mạng rồi, qua đó khá là khó vào nha. Vào cũng chưa chắc ăn được mà nhiều khi bỏ lại cái mạng nữa, và lại tân lính ở dưới là không có ai dọn nữa. Và nếu như mà có mít xuống hỗ trợ mình đó thì đánh được 3-2 được luôn, 2-3 chứ nhầm. Đấy hồi nãy giờ Yuka nó cống máu mình rất là nhiều luôn các bạn. Rồi đó vô bụi để hồi ra bắt mình rồi đấy, đấy thấy không? Qua đây. Đó thanh niên đi chờ cho quân công này vô nè để úp sọt mình nè. Nó biết ngay mà. Mình còn tóc biến. Còn ti luôn. Ui. Nhưng mà không sao. 1-1 thôi các bạn. Yuka đánh rất là khéo nha. Chặn lính đồ cái kiểu nữa. Thấy mấy bạn cứ cố gắng né cái chiêu 2 của Yuka ra nha, đừng có để Yuka dùng cái chiêu 2 để áp sát mình nha. Ở chiêu 2 nó có máu của mình khá là nhiều đó mấy bạn. Đấy, mình cứ nhấp nhả vậy thôi. Mình cũng có cái chiêu 2 gây sát thương nên là mấy bạn cứ dùng chiêu 2 xong rồi các bạn đẩy chiêu 1 đi. Đó, cố gắng đứng xa Yuka càng xa càng tốt. Thì khi nó còn cái còn bộ chiêu thức, còn chiêu 2 còn chiêu 1 nó lướt đi rất là nhanh và có thể sốc đau mấy bạn bằng cái chồng trọng lực nữa. Đấy, hết chiêu 2 phải không? Đấy, dùng dòng lực rồi, đây nè. Đấy không? Đấy, biết ngay quay lại chơi thấy không? Rồi, lính vô nè. Không về.
không về là mình chơi luôn nha bạn. Ôi, rồi xong rồi, xong rồi, để hết chiêu rồi, hết chiêu rồi thì đâu còn chạy được nữa. Ngô quy lên rồi, phải này xong rồi nè. Còn băng xương thôi về. À, Yuga chắc là hay đó. Ok. Thôi thì mình băng cái trụ luôn mấy bạn ơi. Rồi xong, ok, hai đứa quy lên. Rồi về 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 về. Ok, vậy là cũng lời các bạn. Tí nữa cho mình sẽ bán cái giày, bán cái giày dinh cường, mình đổi thành cái giày hậu vệ nha. Ha, Lily cấu rồi các bạn, Lily cấu rồi, cay rồi. Tại vì bị PC nó đứt bụi, nó dùng cái gì bổ lá cho một công ty lên bảng liền các bạn. Sắp đam quá, quá ác. Quay trên mình lại nha. Lại trụ hơn rồi các bạn. Này để coi nào lấy được cái trụ luôn không. Thêm bạn thì trận này có Hayate và có cả Aya nữa. Nên một trận khá là khó đánh nha. Quy lên nào, quy lên nào. Ăn đi bạn, ăn đi bạn. Không ăn là quyết định đi về, không ăn là. Thêm bạn sát thủ không nha các bạn. Willen rồi Yuka và Lily thì cũng dạng, cũng như là dạng sát thủ đó, bay vào cào mấy phát là lên bảng, sốc đam khá là ghê luôn. Ngoài đó là tem bạn máu khá là mỏng nha, chỉ có Aya thì khi mình leo lên đầu của Hayate thì sẽ bút cái lượng giáp nó mạnh hơn một tí. Cái bạn này chất máu mỏng đầu game khá là mạnh luôn. Đấy, mình cứ dùng chiêu 2 xong mình đẩy chiêu 1 ra thôi các bạn. Giờ mình cấu máu tem bạn thôi. Việc nhẹ lương cao. Đấy, Yuka này, đấy. Không, mình cấu cấu xong rồi mình đi về chứ không phải là cấu nó. Ồ, lắc vậy. Ồ, binh chính mà lắc cái gì? Chính mười mà lắc cái gì? Ồ, lắc kìa các bạn ơi. Cái này chắc có tin nhắn đến hay gì á. À, có thông báo gì đến là lắc cái gì á. Ok, mình có giáp thống khổ rồi bạn. Ủa, lắc kìa, lắc kìa. Thì trận đấu này thì team mình có Viret đi support. Đi support thì mình thấy nó cũng cũng khá là ổn nha bạn, không không tới nổi. Nè, núp 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 đây, ồ lắc kìa. Núp núp ở đây nè, team bạn vô nè. Đó, biết ngay mà thế nào đi vô ba người luôn các bạn. Ồ, trầu quá. Ok, mình vẫn chạy được nha. Rồi, thơm rồi. Lấy được cái trụ hai đường dưới nha. Về cái mình lên mình dọn lính. Lúc đầu là mình lên giày cường là mình mua lại giày hậu vệ thì nó hơi lỗ một tí mấy bạn ơi. Lỗ tiền một tí. Ôi, vô không xấu rồi kìa. Thì Facebook gì vậy? Rồi ngành điện thì chắc streamer hay gì đấy, không sao kiểu này toàn này. Nhưng mà không sao nhé bạn, tại vì team mình hiện tại đang có cái lợi thế hơn thì sẽ có thể nuôi Yone lết được mấy bạn. Chứ nếu như mà thể trận mà để team bạn Stone Ball đó
Lăng Ngọc Tuyết nó mạnh quá, tại mình bị mất nhiều chủ quá, hoặc là không có giao tranh. Ôi thành cái sông mình ơi. Ui giận dính đam kìa. Ổn rồi. Lẫm đi, quấy đấy. Ok, do anh có mạng rồi mấy bạn. Lỗ này team mình có lợi thế hơn về mặt giao tranh nha. Đó, với lại mặt cải đường nữa, nên là do anh sẽ có cơ hội được bắn mấy bạn. Đó, do bây giờ cứ farm thôi, farm có đồ. Rồi có ba món này, bây giờ chắc cũng gần lên gì thần cung này. Người gì cũng bắn, bắn đi. Rồi làm một cái khó cho John, nó là cây mạng quá nhiều sát thủ đi các bạn. Nhất là Viret không lên mắt thì sẽ thọ cho John, nhưng vấn đề là khi là gặp Quillen. Còn Yuka thì nó cơ động, nó bắt bắt John khá là dễ luôn, và cả Lily luôn nữa. Đó là John trận này đánh cũng hơi khá là thật nè. Bây giờ vị trí mới được bạn ơi, đánh cao quá là dễ dễ bị úp sọt lắm. Ôi, mình lại hết chiêu một chứ. Ok. Ê, về đến huyền thoại đi mọi người. Nghe này đi support khá là tốt. Ôi, lụm luôn, Yuga luôn, lụm luôn. Đây. Ok. Dọn dọn nguyên công này, dọn dọn nguyên công này. Thì mình có lợi thế hoàn toàn đấy bạn. Này khó cho team bạn nha. Team bạn đầu game khá là mạnh đi, nhưng mà về 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 lết để cho John được thấy là sai lầm rồi. Vậy cho này mình sẽ lên cái chuồng hố men nha bạn. Sắp rồi John ơi. Kìa, thấy kìa, ồ ra này xong do nè ơi. Hai tên nó nhắm nhắm vô nó bắt do không bạn. Ép lên. Ui ông Ishii đâu vậy, giao tranh đây nè. Trời ơi anh điên. Qua đây. Ok. Được nha, còn đánh được nha, còn đánh được nha. Mình còn chiêu nè, rồi có Ishii ra là lụm luôn, lụm Yuka này. Ồ Yuka này mỏng lắm mấy bạn này, ok. Rồi lụm luôn. Ok rồi. Rồi lính vô đánh luôn. Còn chiêu nè. Đấy, bắt mình á. Bắt mình. Rồi, win. Ok, đánh đi. Mình lụm nè. Ok. Rồi win. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé.